Quân đạo trí huệ quản lý Tập 2A Thầy Thái Lệ Húc Giảng ngày 14 tháng 4 năm 2012 Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia Kính chào Hiệu trưởng Lý Kính chào các vị Hiệu trưởng Đồng Đạo Xin chào mọi người Hôm qua, mọi người ngủ có ngon không? Có gì hiệu trưởng nào bị lạ chỗ không? Hay là lạ chăn gối không? Mọi người vất giả rồi. Hôm qua, chúng ta nói tới quần thư trị yếu đây là tấm lòng thương dân của hoàng đế đường thái tông ông hy vọng cai trị tốt quốc gia cho nhân dân sống những ngày hạnh phúc vui vẻ nhờ tấm lòng yêu thương này mới soạn ra được bộ sách đó hơn nữa ông biết từ trí huệ của Thánh Triết Nhân mấy ngàn năm nay tìm được phương pháp trí huệ cai trị quốc gia. Giống như em bé ba tuổi gặp phải khó khăn, nó nhất định sẽ tìm cha mẹ mình. Quốc gia, xã hội bây giờ xuất hiện đủ các loạn tướng. Vậy phải nên tìm ai? Tìm tổ tiên đường thái tông hiểu chúng ta trong thời đại này cũng phải biết hấp thu trí huệ hấp thu phương pháp từ trong sự dạy dỗ của thánh triết nhân năm ngàn năm hôm qua chúng ta nói tới sự di chính trong quần thư trị yếu di chính tức là là một người quản lý bất luận là quản lý quốc gia quản lý một đoàn thể, một trường học đều gọi là di chính. Di chính trước tiên là dụng bổn. Có thể tìm được cái gốc của giáo dục nằm ở đâu? Có một câu thành ngữ gọi là gốc ngọn đảo ngược. Nếu như không tìm được cái gốc, cố gắng có kết quả, chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Bây giờ người rất cố gắng mỗi ngày vừa mở mắt ra liền nhanh 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 bận 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 cả ngày bận rộn tới tối càng bận càng khổ chắc vị hiệu trưởng chúng ta nỗ lực mục đích là gì truy cầu hạnh phúc vui vẻ đúng chưa có người nào nói tôi bận rộn chính là muốn bận tới nỗi khổ không chịu được không nhưng khoa học gia có một điều tra Em bé một hai tuổi Bình quân mỗi ngày Cười 180 lần Mọi người có thể đi quan sát Em bé một tuổi Còn đang bọc trong tả Không ai nói chuyện với chúng Chúng vẫn tự mình ở đó cười hì hì Cũng không biết chúng cười cái gì Cho nên bình quân chúng cười một ngày 180 lần Người trưởng thành bình quân một ngày cười 7 lần Tại sao càng sống càng cười không nổi? Rõ ràng là càng ngày càng cố gắng. Kết quả là cười không nổi. Đây là tại sao? Phương pháp mục tiêu nỗ lực sai rồi. Nếu như phương hướng mục tiêu nỗ lực là dục vọng, là hưởng lạc, thì họ sẽ rơi vào một hố sâu. Tại sao? Dục là hố sâu. Họ ăn cũng phải so với người ta, mặc cũng phải so với người ta, đi xe cũng phải so với người ta, nhà ở cũng phải so với người ta, học lực cũng phải so với người ta, bắt một mí hai mí cũng phải so với người ta. Cân nặng các thứ đều phải so. Quý vị coi, người ta làm sao không càng sống càng mệt được. Cho nên tất cả khổ nạn, nó thẳng ra ba chữ là nói xong. Cầu không được, cho nên khổ là tổ tiên một câu pháp dược đã trị được căn bệnh này gọi là tri túc thường lạc cả tư tưởng giá trị quan của phương đông và phương tây khác biệt hết sức lớn trên thực tế phương tây bây giờ chúng ta nói tới đều không phải là văn hóa ưu tú của phương tây đều là những thứ gì ở phương tây hình thành trong hai ba trăm năm nay chủ nghĩa công lợi cả nhân loại bị chiến hạm đại pháo đánh quay cuồng đầu óc đánh tới sau cùng đều cảm thấy vũ lực là quan trọng nhất nhưng mọi người phải bình tĩnh khổng lão phu tử để lại một câu nói chỉ còn coi thời đại này chúng ta làm sao ấn chứng câu nói này gọi là thủy tác dũng giả kỳ vô hậu hồ từ dũng này đã chỉ một người thợ đã làm một người nộm để đi tùy tán làm rất là giống giống với người thật y như đúc người như vậy sẽ gây ra tác dụng phụ như thế nào sau này thật sự sẽ có quý tộc đem người thật đi tùy tán. Cho nên cái này tức là nói những việc họ làm, nếu như ảnh hưởng rất lớn, tội nghiệp họ sẽ gây ra sẽ hết sức nhiều. Mọi người để ý coi, nhân vật quần chúng chỉ cần làm những việc trái nghịch đạo đức quá nhiều, họ đều sẽ đoạn mạng. Các vị hiệu trưởng chỉ cần để ý đến rất nhiều minh tinh có phong khí không tốt trong giới showbiz. Căn bản là điều đoạn mạng. Con người chúng ta bây giờ quá bận rộn, đều không để tâm đi quan sát những hiện tượng này. Thật ra chân lý nằm ở đâu? Chân lý ở ngay xung quanh chúng ta. Thật ra, có thể dụng tâm quan sát những đạo lý này đều có thể nhìn hiểu được. Còn về những minh tinh nào thì tôi không nói nữa do họ có rất nhiều fans tôi nói ra thì họ sẽ tới gây phiền phức cho tôi cái này tôi có phần đối phó không nổi tôi đối với họ không có bất kỳ ý kiến gì tôi chỉ là muốn nói ra chân lý mà thôi hơn nữa nói ra rồi đối với họ cũng có ích khiến càng nhiều người hiểu lý tiêu bớt tội nghiệp của họ một người có sức ảnh hưởng càng lớn thì họ nên quý trọng phước khí này đưa những người bị họ ảnh hưởng hướng về tư tưởng quan niệm và cuộc đời đúng đắn họ mới xứng đáng với sự tín nhiệm của những người này chứ không phải sau khi có phước khí rồi lại mặc ý làm bừa thậm chí căn bản không đặt luân lý đạo đức của lão tổ tiên trong tâm mình thậm chí còn coi thường như vậy sẽ rất không tốt khổng tử nói tính nghiêm trọng họ gây ra là sau này có người dùng người thật đem đi chung sống. Cho nên họ có thể sẽ cảm tới kết quả đoạn tử tuyệt tôn. Mọi người để ý coi, hai ba trăm năm trước, những quốc gia cứ ư dùng chiến hạm đại pháo đi xâm lược rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Bây giờ bị thiên tai chiếm tỷ lệ cao nhất toàn thế giới. Mọi người bình tâm quan sát Nếu như những người này vẫn không quay đầu Vẫn tiếp tục phát triển chiến hạm đại pháo của họ Con người giải quyết họ không được Ông trời sẽ giải quyết họ Người tính không bằng trời tính Hơn nữa những quốc gia này Trên thực tế Ông trời đã cho họ cơ hội Hết lần này tới lần khác Đã có rất nhiều thánh triết nhân Rất nhiều người rất có học vấn trên thế giới này vẫn luôn khuyên răng họ buông bỏ vũ lực coi trọng đạo đức nhưng họ đến hiện tại trước mắt vẫn chưa chịu quay đầu cho nên từ quốc gia từ thế giới những nhân vật quần chúng này thật ra đều đang nhắc nhở chúng ta chúng ta nhìn thấy những chiến hạm đại pháo của phương tây là thứ hai ba trăm năm nay lớn mạnh lên còn trong 600 năm trước, khi thời Minh Cường Thịnh, Trịnh Hòa xuống Tây Dương, không xâm chiếm một tất đất của người ta. Hơn nữa, còn đem văn hóa, đem trí huệ của lão tổ tiên và cả phương pháp mưu sinh, cống hiến vô tư cho tất cả những bạn bè, dân tộc quốc tế mà ông tiếp xúc được. Trịnh Hòa 600 năm trước đã đem văn hóa truyền thống của chúng ta thực hành trong sự ngoại giao 600 năm sau còn có ảnh hưởng không? Còn, 600 năm sau, Hán học viện xây dựng ở Malacca. Có liên quan gì tới Trình Hòa không? Có liên quan. Hồi đó, khi Hán học viện đồng thổ, Thủ tướng Najib đã nói, những nước khác như Bồ Đào Nha, họ chỉ có mấy chục cái thuyền mà thôi, sau khi tới đã chiếm lĩnh vùng đất này, Trịnh Hòa có mấy trăm cái thuyền và hơn hai mươi người đã đến tặng nhiều món quà này cho chúng ta, lại không cưỡng chiếm lãnh thổ của chúng ta. đây đều là tổ tiên chúng ta đã đem sự giáo huấn của lão tổ tiên thực sự biểu diễn ra, cho nên dân tộc này của chúng ta là dùng luân lý đạo đức cởi ra, có hậu phước, nhà tích điều thiện, ác có niềm vui. Nhưng tại sao thời cận đại Gia đình người dân chúng ta lại xuất hiện vô số vấn đề Một câu nói đã thấu triệt hết Gọi là không nghe lời người già Chịu thiệt ngay trước mắt Đem giáo huấn của lão tổ tiên Dứt bỏ đi Những điều các bạn ở đâu Đánh mất lòng tự tin dân tộc Cho nên cái gốc này hôm qua chúng ta nói tới hiếu là gốc đức là gốc tu thân là gốc tu dưỡng bản thân thân tu rồi mới gia tề gia tề rồi mới quốc trị tiếp đó lòng tin cũng là gốc con người đối với chính mình không có lòng tin tự mình buông bỏ tự giúp mình thì trời giúp Tự cứu mình thì trời cứu, tự bỏ mình thì trời bỏ, tự mình buông bỏ chính mình, ông trời cũng cứu không được. Cho nên trong thành ngữ có một câu nói là: "A đậu đỡ không dậy nổi, a đậu là ai?" Người tự mình từ bỏ sẽ biến thành a đậu, ai cũng không giúp được. Chúng ta hãy bình tâm nhìn lại thực sự quá nhiều người đánh mất lòng tin đối với văn hóa truyền thống của bản thân chúng ta luôn cảm thấy những thứ của nước ngoài mới là đúng chúng ta hiểu rằng phương đông nhất là cả nền văn hóa truyền thống chúng ta nó là sự giáo dục dạy làm người cả nền công lợi của phương tây thì nhấn mạnh sự làm việc Còn trên thực tế làm người làm việc có tách trời được không? Không tách trời được. Gốc của nó ở sự làm người. Khi một người rất trung thành, khó khăn lớn tới đâu họ cũng có thể làm tốt hết. Do họ có lòng trung, tiên sinh lâm tắc từ nói, Hồi đó, ông đến Quảng Châu cấm nhà phiến, có nguy hiểm không? Xin hỏi mọi người, có bao nhiêu người được lợi ích? Ông phải thập tử nhất sinh, cho nên ông đã nói một câu vì lợi nước không màng sanh tử há lại tránh né chuyện phước họa các vị hiệu trưởng hoàn cảnh của dân tộc chúng ta bây giờ thì hồi đó ông nguy hiểm hơn hay thời bây giờ chúng ta nguy hiểm hơn bây giờ chúng ta có sự nguy hiểm bất gốc sự nguy hiểm của chúng ta bây giờ không nhỏ hơn họ hồi đó đâu. Sự nguy hiểm của chúng ta bây giờ là không biết nguy hiểm mới là nguy hiểm nhất. Quý vị không hay không biết 30 năm từ khi biết hiếu thuận tới bây giờ là tự tư, tự lợi. Lúc nào bị điên đảo mình cũng không biết. Nước ấm nấu ếch là nguy hiểm nhất quý vị coi con ếch đó bơi lội trong nước nước đó dần dần tăng độ dần dần tăng độ nó cứ ung dung tự tại sau cùng thì đi luôn nếu như nó là nước nóng nó vừa xuống đó bụt nó liền nhảy ra ngoài nó chết không được cho nên cái nghiêm trọng thật sự là cuộc sống an vật hưởng lạc sẽ khiến người ta không hay không biết mà đọa lạc mà ích kỷ một tâm thái nghiêm trọng nhất của người trẻ bây giờ là gì coi mọi việc đều dĩ nhiên đều nên như vậy tâm thái này có sức sát thương lớn không tưởng tượng nổi nếu như một người luôn cảm thấy những thứ tất cả mọi người cho mình đều nên như vậy họ sẽ bắt đầu thay đổi họ sẽ bắt đầu so đo cha bạn của con cha nó đã cho nó cái gì đó sao cha lại không cho con tâm so đo của chúng sẽ khởi lên. Cho ít quá, tâm so đo khởi lên rồi. Sau đó, tâm yêu cầu cũng xuất hiện. Cho nên cái gốc của giáo dục nằm ở đâu? Trưởng thiện cứu thất. Cái gốc của giáo dục nằm ở thiện tâm này. Giáo dục không nằm ở học lực cao bao nhiêu. Bây giờ đã có rất nhiều công ty thông báo không tuyển dụng đại học danh tiếng. Đại học nào thì tôi không nói ra. Ẩn ừ, ác dương thiện. Tại sao? Họ dùng tới nội khổ não lắm rồi. Sinh viên ra từ những đại học này, tất cả trên đầu đều có hào quang. Có một rừng hào quang. Mình tốt nghiệp từ trường đại học nào đó. Nhất là, lưng của họ vô cùng cứng. Cúi xuống không được, rất dễ bị bệnh gai cột sống cho nên người xưa thường khom mình xuống là có lợi lắm vận động kinh mạch của quý vị và phát triển lành mạnh xương cốt của quý vị người bây giờ lưng không cúi xuống được toàn thân đều bị cứng đơ họ còn chưa học được sự khiêm tốn đã bị học lực cao này làm chướng ngại mất họ khuất phục không được khuất được mới làm gì được duỗi họ không làm từ tầng lớp thấp họ có thể thấu hiểu nhu cầu và sự khổ cực của người bên dưới ở đâu không sau này họ làm chủ quản có thể nghĩ cho người khác không Điều muốn một bước lên trời muốn là học ngành quản lý ra liền đi làm tổng giám đốc phim hollywood coi nhiều quá rồi cho nên đều không vững vàng ngày nay chúng ta nắm được cái gốc giáo dục là trưởng dưỡng thiện tâm của các em Không phải các em phải thi bao nhiêu điểm Thật ra Thi cử thật sự Có thể là vào lúc Bài thi phát ra đó Là thật sự thi rồi Sao đó vậy Khi một đứa trẻ cầm lấy bài thi Nó thi rất tốt Nhìn thấy bạn học xung quanh đều kém hơn nó Sao bạn lại kém thế này Thi kém như vậy Nó đã bắt đầu ngạo mạn rồi nó sẽ coi thường người ta thi không tốt Quý vị nói nó thi được 100 điểm Là thất bại hay là thành công Bây giờ sinh viên đại học tự sát Rất nhiều em là từ nhỏ tới lớn đều học đứng thứ nhất Tại sao? Tâm được mất của các em dần dần ngày càng nặng Các em không thể thua được Nhưng vấn đề là những em này sau khi nhảy lầu tự tử, tử thầy cô giáo và cha mẹ các em đều không biết tại sao các em chết. Tại sao? Do thứ mà cha mẹ và thầy cô nhìn thấy là gì? Là thành tích của các em. Có nhìn thấy tâm của các em không? Không nhìn thấy. Cho nên, chúng ta bây giờ đều không nhìn thấy cái gốc. Một đứa trẻ sau này hạnh phúc hay không? Là do tâm các em quyết định. Các em có biết ơn không? Các em có biết đủ không? Các em có tâm giúp người không? Chứ không phải học lực của các em Không phải điều kiện bên ngoài của các em Chúng ta phải tìm được cái gốc của hạnh phúc Mới có thể cho các em hạnh phúc Có một phóng viên hỏi một học sinh tiểu học Đạt giải nhất cuộc thi đàm piano. Ô, oh, em nhận được giải lớn Có phần thưởng, có tiền thưởng Em muốn làm việc gì nhất? Em nhỏ này không cần suy nghĩ mà nói ngay Em muốn đập nát cái đàn đó đi Quý vị coi Em đánh đàn Zano cũng là bị ép bị ép Con nhất định phải đạt giải nhất cho mẹ Đã ép tới đổi em muốn đập nát cái đàn đó đi Nhưng mẹ em mỗi ngày dẫn ra ngoài Con gái tôi đạt giải nhất Zano Họ còn ở đó Hưởng thụ tâm hư dinh của mình nghệ thuật là dùng để bồi dưỡng tính tình không phải dùng để truy danh trục lợi sau cùng em bé này thật sự nhân cách của em cũng có vấn đề cho nên tìm cái gốc này rất quan trọng lúc nãy chúng tôi vừa nói với mọi người chúng ta bây giờ đối mặt với nguy cơ dân tộc còn nguy hiểm hơn cả lâm tác từ hồi đó Lâm tắc từ hồi đó còn không sợ sống chết Chúng ta bây giờ lại chết không được Đúng chưa? Lại không bị nguy hiểm tính mạng Có làm không? Quý vị phối hợp một chút Có làm không? Các vị hiệu trưởng Quý vị đều cẩn thận lời nói hành động Ngoài ra những lời đã nói ra Khi nói năng Tính đứng đầu Làm trước nói sau điều này là tinh thần rất quan trọng của văn hóa truyền thống, cái này rất tốt. Chúng ta nhìn thấy quý vị coi Lâm Công này, ông ấy có tâm thương người, ông bị lưu đày tới Tân Cương, một anh hùng cứu dân tộc còn bị lưu đày, do hồi đó có gian thần. Nếu như quý vị là Lâm Công, có buồn lòng không? Có rầu rỉ không? có bị mắc bệnh trầm cảm không? Lâm Công không chỉ không mắc bệnh trầm cảm, trên đoạn đường ông bị lưu đầy đó, đi ngang Hà Nam, ông còn để ý tới nhân tài dùng đó, còn tiến cử một nhân tài quan trọng. Hơn nữa, nhân tài này là nhân tài trụ cột trong cả trung tâm triều thanh sau này. Tức là khi ông bị lưu đày, không chỉ không buồn rầu, lúc nào cũng suy nghĩ cho đất nước. Ở miếu đường trên cao vẫn lo cho dân, ở giang hồ xa xôi vẫn lo cho quân. Thời thời luôn nghĩ về quốc quân, nghĩ về cả nhân dân lão ba tánh. Hồi đó, giếng ngầm tới tỉnh Tân Cương. Tới bây giờ vẫn còn dùng. Công trình thủy lợi của ông, một hai trăm năm vẫn còn dùng cây cầu Thái Tương Kiến của Phúc Kiến bảy tám trăm năm bây giờ vẫn còn dùng hơn nữa nói cho mọi người nghe cầu đó không có đóng đinh nha quý vị coi người bây giờ chưa chắc làm được mấy cây cầu mấy công trình mà hồi xưa người ta làm hơn nữa tiên sinh lâm tác từ hồi đó đem tiêu hủy hết toàn bộ nha phiến không gây ô nhiễm môi trường cho nên một người có chân tâm kiên cường bất khuất phương pháp sẽ xuất hiện họ có sự diệu dụng dạng biến vô cùng cho nên tại sao lão tổ tiên chúng ta coi trọng sự làm người rất nhiều tiềm lực chỉ cần họ có lòng trung hiếu đều sẽ được kích phát ra đọc sách chí ở thánh hiền mục đích đọc sách là chí ở thánh hiền cả chủ nghĩa công lợi đọc sách chí ở kiếm tiền sự khác biệt này khác nhau hết sức lớn tiên sinh tôn trung sơn có một câu nói hết sức quan trọng nhưng lại bị coi nhẹ tiên sinh tôn trung sơn đã học xuyên suốt cổ kim trung ngoại ông nói rằng phương tây ngoài tri thức kỹ thuật ra máy móc của họ vượt hơn trung hoa còn những thứ khác đều phải học với trung hoa câu nói này chúng ta chưa nghe hiểu sao chúng ta là cái gì cũng học cho nên lòng tự tin dân tộc cứ vậy mà bị đánh mất cả trí huệ chính trị cũng phải học với phương đông cho nên cứ học theo phương tây bây giờ chính khách cả thế giới nhiều một đống thực ra mà nói có thể gọi là chính trị tiền bạc tại sao tố chất con người không đủ họ không chịu nổi sự cám dỗ sau cùng đều cấu kết với tập đoàn tài chính cho nên gọi là chính trị tiền bạc tôi không nói ra quốc gia nào quý vị không cần phải liên tưởng nhưng chúng ta nhìn phải hiểu chúng ta mới dạy thế hệ sau hiểu rõ lão tổ tiên nói với chúng ta người còn chế độ còn người mất chế độ mất chính trị ở tại người. Muốn làm tốt sự quản lý, làm tốt chính trị phải có nhân tài. Chúng ta đã tốn thời gian một, hai trăm năm để nghiên cứu chế độ. Cảm thấy chỉ cần có chế độ, có pháp luật thì có thể giải quyết vấn đề. Đây là điều đang xoay vòng trên cành ngọn. Phải tìm cái gốc. Chúng ta nhìn thấy Phương Đông Trung Y nói giải độc. Trung y nói phòng ngừa quan trọng hơn trị liệu. Họ muốn hóa giải đi. Họ phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Tây y nói cái gì? Sát khuẩn. Có giống nhau không? Không giống nhau. Hơn nữa đều là giải quyết triệu chứng. Phương Đông giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Ngày nay quý vị bị ung thư. Ở đâu có ung thư? Cắt đi. Triệu chứng giải quyết xong. Đã giải quyết vấn đề chưa? Do quý vị hãy động sát, đem nó cắt đi. Tổn hại thân thể có lớn không? Rất là lớn. Hơn nữa có bảo đảm sau này không bị lại không? Không bảo đảm được. Thật ra mọi người bình tâm nghĩ lại, cơ thể có một cơ chế. Ngày nay nó bị ung thư, nó đem tin tức cảnh giác đầy báo với quý vị là đang nói với quý vị. Chủ nhân, tôi đã không ổn nữa rồi thói quen sinh hoạt này của Ngài quá là kém, đã khiến tôi không chịu đựng nổi nữa. Ví dụ, ung thư dạ dày, dạ, dạ dày này đã kháng nghị với quý vị rồi, nó chỉ là không treo cờ trắng mà thôi. Mỗi ngày nó đều đang kháng nghị với quý vị, quý vị cứ nhìn mà không thấy, được tới ung thư rồi. Đó là trung thần. Mỗi ngày, nó giống như quân đội đều có lính gác. Mỗi ngày, nó đứng ở trạm gác đó. Đứng đó, thổi còi, Tuyết, 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 tuyết. Quý vị nghe xong, thấy phiền quá, đi đem người đó giết đi. Nó đang cảnh cáo quý vị có nguy hiểm, quý vị còn đem nó giết đi. Vậy chúng ta chẳng phải đã giết chết trung thần rồi sao? Cho nên, những điều này là nhắc nhở triệu chứng cho chúng ta, mong chúng ta có thể từ gốc rễ mà cải thiện tâm trạng của mình. Hôm qua, y đạo có một câu rất quan trọng. Dùng thuốc quan trọng còn có việc quan trọng hơn cả dùng thuốc là gì? Kiểm soát tâm trạng. Mọi người có nhớ không? Cái này đều là gốc rễ. Kiểm soát tốt tâm trạng. Khi đó, ăn uống, ngủ nghỉ. Những sinh hoạt này đều phải điều chỉnh tốt. Nó có thể từ sự bình thường vốn có biến thành bệnh tật. Nó cũng có thể từ bệnh tật điều chỉnh lại bình thường cái này đều là chỗ khác biệt giữa tư duy đông tây phương đông dùng đức thành giải quyết vấn đề phương tây dùng pháp luật giải quyết vấn đề mọi người bình tâm bây giờ khu vực pháp luật nhiều nhất cặn kẽ nhất có thể lại là nơi có tỷ lệ phạm tội cao nhất mọi người bình tâm đi quan sát pháp luật nước Mỹ có thể nói là hết sức dụng tâm, thiết chế. Nhưng tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội của họ có hạ thấp không? Cho nên lão tử nhắc nhở chúng ta, pháp lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu. Pháp luật của quý vị càng nghiêm khắc, trước có thể đạo tặc càng nhiều. Do quý vị đều để tinh thần vào việc làm sao xử phạt họ. Họ cũng rất thông minh làm sao để lợi dụng lỗ hổng của pháp luật nhưng nếu như quý vị coi trọng đạo đức quý vị dẫn dắt họ đi tu đức quý vị bây giờ không dẫn dắt tu đức cứ mãi mày mò trong pháp luật trên có chính sách dưới có đối sách quý vị không bắt tay từ sự giáo dục thiện tâm mọi người bình tâm nhìn lại tỷ lệ vợ chồng ly hôn ngày càng cao vấn đề đã giải quyết chưa Pháp luật có quy định Sao lại không giải quyết Càng giải quyết Gốc trị vấn đề hóa giải không được Quý vị coi Có cặp vợ chồng nào sau khi ly hôn Thì hết sức sung sướng vui mừng không Ly hôn rồi Từ đó sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ Có không Không có đâu Đồ oán đó vẫn còn trong lòng sau đó, vốn dĩ họ muốn đổi một người khác sẽ tốt hơn. Kết quả kết hôn tiếp lại càng tệ có đó giải quyết không được vấn đề cốc để ở đâu cốc để nằm ở tập khí đối lập trong tâm mình họ bỏ đi tính khí của mình mới có thể cải thiện quan hệ hai bên cho nên phương đông là gì là nội học hướng vào trong tìm vấn đề chứ không phải đi chỉ trích những thứ ở bên ngoài phương tây do lấy mình làm trung tâm cho nên luôn cảm thấy vấn đề nằm ở bên ngoài đây đều là những điều căn bản chúng ta phải suy nghĩ không thể học theo những công lợi này còn nền văn hóa ưu tú thật sự của phương tây nằm ở đâu trong kinh điển tôn giáo của họ trước đây chúng ta học lịch sử phương tây đó là sự hợp nhất chính giáo cả nền chính trị và giáo huấn trong tôn giáo là không thể tách rời chính trị của họ tuân thủ theo kinh điển tôn giáo xã hội an định Họ không tuân thủ kinh điển tôn giáo, xã hội sẽ bắt đầu loạn. Cho nên sự động loạn trên cả thế giới nằm ở dân tâm. Chúng ta lại đang nói, nói thế nào cũng đều nói về cái gốc rễ. Nhân tâm là vấn đề. Chúng ta coi tiếp trang... một trăm sáu mươi bốn trong thượng thư có nói rằng duy thượng đế phất thường ông trời giáng phước giáng họa không phải thường nhắm vào một nhà hoặc một đất nước một khu vực nào đó trọng điểm ở đâu đó là tự mình chiêu cảm họa phước tác thiện giáng chi bách tường tác bất thiện giáng chi bách ư một người như vậy, một nhà như vậy Một đoàn thể, thậm chí quốc gia cũng như vậy Kể cả thế giới bây giờ Tại sao thiên tai nhiều như vậy? Một câu trong tượng thư đã nói thấu suốt Nhưng bây giờ ai đang muốn đem giáo dục đặt lên vị trí đầu tiên Dạy họ làm người có đạo đức mới có thể giải quyết thiên tai Ai nghĩ tới? Có nhà khoa học nào nói phải giáo huấn nhân tâm mới có thể giải quyết thiên tai có không có giống người này thật không đơn giản hoặc là khoa học gia cần đại theo đuổi nghiên cứu lượng tử lực học họ nghiên cứu từ điện tử cho tới những thứ càng nhỏ càng nhỏ hơn nữa gọi là hạt sơ cấp cho tới độ không kích nào tưởng tượng được và khi họ nghiên cứu đến đơn vị vật chất nhỏ nhất Đột nhiên phát hiện ra một sự việc Vật chất này Có liên quan tới ý niệm của con người Họ nói rằng Vật chất là khuyển tướng Là do ý niệm tương tục tích lũy thành Nói vật chất Và tâm lý không thể tách rời Khoa học ba bốn trăm năm nay Đã đem vật chất và tinh thần Tách rời nhau hoặc cảm thấy không tương quan gì. Quý vị thầy cô chú ý, văn hóa truyền thống chúng ta là gì? Văn hóa thiên nhân hợp nhất. Cái này là khoa học. Thiên là gì? Dạng sự, dạng vật. Không tách trời chứ cái gì? Lòng người. Lòng người thiện, mưa thuận, gió hòa. Lòng người ác, thiên tai không ngừng. Tiến sĩ Giang Bụng Thắng Nhật Bản đã làm một thí nghiệm. Dùng nước làm thí nghiệm. Nước là vật chất. Kết quả người ta nói với nó điều tốt. Nó sẽ kết tinh rất xinh đẹp. Cho nên vật chất luôn luôn chịu cái gì? Chịu ảnh hưởng của ý niệm. Quý vị hiệu trưởng, mỗi một người chúng ta đều là một máy phóng xạ. Quý vị phóng ra sự chúc phúc đối với thiên hạ. Thiên hạ này đều thu nhận được nếu như chúng ta phóng ra sự oán hận Thiên hạ cũng đều thu nhận được Nhất là trong nhà bếp Không thể nào phóng ra suy nghĩ oán hận Bình tức chết mất Bình tức chết mất Tức ăn đó sẽ độc chết người Điều này Khoa học gia đều có làm thí nghiệm Sau khi người ta nóng giận vật chất sinh ra lúc đó là rất không tốt Độ khí đó đem bơm vào thân thể của động vật Sẽ khiến cho động vật trúng độc mà chết cho nên khoa học trong ba bốn trăm năm nay có một sự sai lệch là đem vật chất và tinh thần tách rời nhau nhưng có một số ít nhà khoa học họ đang hướng về phương hướng vật chất và tinh thần không thể tách rời nhau để nghiên cứu bây giờ dần dần đã sắp nghiên cứu ra được sẽ có một sự đột phá mở ra thời đại mới sẽ chứng minh lời lão tổ tiên chúng ta nói thiên nhân hợp nhất là đúng có một quyển sách do những nhà vật lý học của đại học danh tiếng Harvard này viết ra. Họ là người nghiên cứu lượng tử lực học, tên là bí mật của niệm lực. Bí mật của niệm lực, quyển sách này mua được rồi. Mọi người có thể mua về nhà coi. Nó nói là dĩ tâm không vật ý niệm tâm niệm của con người có thể ảnh hưởng tới cả vật chất ví dụ thành ngữ nói người gặp việc vui tinh thần sảng khoái ưu sầu khiến người già cỗi cả trạng thái thân thể của chúng ta có liên quan tới tố chất tâm lý của chúng ta hơn nữa họ nghiên cứu thấy rất nhiều người mắc ung thư sau cùng trị khỏi bệnh không cần uống thuốc nhờ giao gì ý niệm của họ. Chúng tôi nghe thấy có người mắc bệnh ung thư. Bác sĩ nói tôi chỉ còn nửa năm thôi. Họ liền buông bỏ tất cả, đi làm nghĩa công. Kết quả mỗi ngày đều coi như ngày cuối cùng mà tận tâm tận lực giúp đỡ người khác. Họ cũng không nghĩ về bệnh tật nữa. Nửa tháng sau, bác sĩ hỏi người này có còn sống không? Sau đó liên lạc họ tới kiểm tra lại. Hết bệnh rồi. Họ không nghĩ về bệnh, bệnh liền không còn. Họ luôn nghĩ về người khác, họ có tâm nhân ái, họ là vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Không chỉ ý niệm của bản thân có thể chuyển biến sức khỏe của chính mình. Nước Anh có một em bé học lớp 4 tiểu học, một em bé gái, mẹ của em mắc bệnh ung thư. Kết quả em bé gái này mỗi ngày đều viết một lá thư cho mẹ của mình đều là cảm ơn mẹ em chúc phúc mẹ em mỗi ngày viết một lá thư bầu bạn cùng mẹ em mẹ em là mẹ đơn thân cho nên người mẹ này rất khổ phải nuôi hai đứa con đứa con gái này của bà mỗi ngày chúc phúc mẹ mình mỗi ngày viết một bức thư sau cùng khoảng sau hơn nửa năm đi tái khám ung thư của mẹ em cũng không còn nữa em luôn phát ra ý niệm tốt cho mẹ mình và mẹ em có đứa con gái hiếu thuận như vậy mỗi ngày tâm trạng ngày càng tốt hơn bình tình cũng biến mất Phương Đông chúng ta vẫn rất coi trọng tầng lớp tinh thần. Lúc nãy có nói với mọi người, chúng ta thấy được những câu kinh này đều có thể giải quyết vấn đề thế giới, vấn đề của mỗi cá nhân và gia đình. Những điều này của Lão Tổ tiên thật quý báo. Vậy chúng ta biết, làm thiện dáng trăm điều lành, nhân tâm phải biết hành thiện họ mới có thể thay đổi vận mệnh được nhân tâm làm sao biết hành thiện phải giáo dục quý vị hiệu trưởng có biết tôi nói cả buổi như vậy sau cùng muốn nói làm gì không chứng minh một điểm cả thế giới ngành nghề quan trọng nhất chính là giáo dục quý vị bây giờ nhiều tiền tới đâu nhiều vũ lực tới đâu nhiều những thứ gọi là khả năng ngoại giao pháp luật tới đâu tất cả đều không giải quyết được vấn đề Tất cả căn bản đều là vấn đề nhân tâm Chỉ có thông qua giáo hóa Người không học thì không biết Người không học không biết nghĩa Người bây giờ chính là không biết đạo nghĩa Tự tư tự lợi mới có nhiều tai họa như vậy Cho nên Phương Đông đã chứt bỏ giáo huấn Của lão tổ tiên Cho nên họ gặp nạn Họ không biết làm người Phương Tây không tin tưởng giáo huấn của kinh điển tôn giáo cho nên họ mới gặp nạn lớn như vậy đây là vấn đề căn bản người phương đông phương tây đều không có lòng tin với những giáo huấn này cho nên chúng ta nói tới sau cùng lòng tin rất quan trọng xin hỏi mọi người làm sao để khiến người đời khôi phục lòng tin lúc này chúng ta liền nghĩ tới một câu nói Khổng tử nói rằng Người có thể hoàng đạo Không phải đạo hoàng người Chúng ta ngày nay đem quần thư trị yếu In một ngàn bộ Sau đó quần thư trị yếu liền phát quy được rỡ rồi sao? Không thể nào Không phải quý vị có kinh sách rồi Liền có thể hoàng dương được đạo Phải nhờ ai? Con người đem giáo huấn trong kinh điển làm ra được mới khiến cho người ta tin tưởng. Nếu không người bây giờ đều cảm thấy cái đó đều là những thứ thời cổ đại rồi, hiện đại không cách nào thích hợp nữa. Không cần nói người khác. Bản thân chúng ta có tin tưởng những giáo huấn này của lão tổ tiên không? Có tin tưởng không? Tin tưởng tốt, tin tưởng 50%, 80% hay một trăm phần trăm hay là mười ngàn phần trăm điều này đều có ảnh hưởng chúng ta có niềm tin đầy đủ mới có thể đem niềm tin này lưu truyền ra bản thân của chúng ta cũng bán tính bán nghi quý vị truyền ra có thể người ta cũng không thể nào có niềm tin được quý vị hiệu trưởng bây giờ nghi ngờ là điều bình thường do người mấy thời đại này của chúng ta đều không phải rất thâm nhập bản thân coi rồi có lúc cũng rất nghi ngờ nhưng nghi ngờ cũng không sao thì tử quy nói với chúng ta Có nghi hoặc Phải ghi chú Gặp người hỏi Cầu giải thích Chúng ta trao đổi với những người chí đồng đạo hợp Làm sáng tỏ rõ ràng những nghi hoặc này ba biên tập học làm người tốt cho nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm a di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật